Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 11, phụ thân của Nghiệt Trùng là ai? Liễu lão thái thái cũng không chịu nổi ánh mắt của những vị phu nhân khác như đang muốn đâm vào xương cốt bà, khuôn mặt tràn đầy tức giận, trách mắng, nhìn xem ngươi dạy dỗ nữ nhi làm được chuyện tốt gì, gây ra chuyện mất hết thể diện Liễu gia. Ra còn không mau đưa nó trở về đứng lại nơi này không thấy xấu hổ sao liễu đại phu nhân so với liễu lão thái thái lại càng cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác liếc mắt dò xét tề phu nhân trong ánh mắt âm lãnh tới cực điểm đỡ liễu dịch thanh nhanh chân rời khỏi nơi này đứng ở phía sau luống hoa hồng đang được cắt sửa vân phanh lẳng lặng thưởng thức trò hay rồi mỉm cười lạnh lùng còn muốn chạy cho các người rời khỏi đây cũng không phải việc gì lớn kịch hay cũng chỉ mới bắt đầu. Sửa sang lại vạt áo, nàng nhẹ nhàng chậm rãi từ phía sau bước ra, nương, chỗ này có chuyện gì sao, làm phiền các vị phu nhân phải đứng lại đây. Giọng nói này đưa sự chú ý của mọi người trở lại, ngay từ đầu vào đây mục đích chính là muốn tìm trầm ra đại tiểu thư, tạ thị từ từ bước đến hỏi, vừa rồi nương nghe tề phu nhân nói con choáng váng như muốn ngã, tại sao đi vào tìm lại không tìm được con ánh sáng màu vàng từ bên trên chiếu xuống, xuyên qua những tán hoa mà hoa tượng phí tâm tạo thành, lướt qua khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Vân Khanh, gương mặt nàng mang theo ý cười thanh nhã, làn váy lay động như đóa hoa nở rộ, đi tới bên cạnh tề phu nhân mới khẽ cười rồi nói, lúc đầu có chốt đau, có thể do ban ngày trời nắng, nữ nhi phơi nắng nên choáng váng đầu óc, nghỉ ngơi một lúc nên không sao. Vừa lúc nghe được các ma ma tuần tra ở Lê Viện bắt được một tên trộm nhỏ con liền đi qua xem sự tình thế nào, tránh ảnh hưởng đến khách mời. lời giải thích vừa nói ra, tề phu nhân này sinh vài phần nghi ngờ. bà rõ ràng đã hạ thuốc mê, vì sao vân khanh không xảy ra chuyện gì, còn vương nhị cầu kia chạy đi chỗ nào? bà bị liễu đại phu nhân liếc nhìn vài lần, chỉ mong vân khanh xảy ra chuyện xấu, có thể đem sự tình của liễu dịch thanh nhanh chóng trôi đi. con thật sự là không cẩn thận, ngộ nhỡ hắn còn có đồng bọn con chỉ là một cô nương, gặp phải chúng thì biết làm sao. Tạ thị nhìn thấy Vân Khanh đứng bên cạnh mình, biết là không có chuyện gì, mới nói tiếp, vậy tên trộm kia đang ở đâu? Mấy ma ma đã bắt được, đợi lát nữa sẽ đưa đến đây, nhưng có chuyện gì với biểu tỷ vậy? Vân Khanh tò mò liếc nhìn Liễu Dịch Thanh, mơ hồ bị nha hoàn của Liễu Đại Phu Nhân là bách hợp làm cho giật mình. Tạ thị không nghĩ đến kể chuyện xấu hổ như vậy cho con gái nghe, lại bị một vị phu nhân đứng bên cạnh tiếp lời, "Còn có thể có chuyện gì sao? Nàng ta vừa rồi cùng Tề công tử vụng trộm yêu đương bị chúng ta bắt gặp, lại bị nhìn ra chưa kết hôn đã mang thai, thật là xấu xa." A, à, Vân Khanh lập tức thốt lên kinh ngạc, che miệng nhỏ giọng nói, "Biểu tỷ đã có thai, vậy Tề công tử phải nhanh cưới nàng mới phải." Nàng mặt hơi cúi xuống, khóe mắt mang theo vài phần thương cảm tự nhiên. Giọng nói phảng phất chút muộn phiền như có như không. Lúc này các vị phu nhân mới nhớ đến, tuy các nàng đều nhìn về phía Liễu Dịch Thanh, nhưng phụ thân của đứa nhỏ trong bụng nàng ta là ai còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Liễu Lão Thái Thái cắt ngang. Tề công tử không phải là vị hôn phu của Vân Khanh sao? Biểu tỷ cùng vị hôn phu của biểu muội, ở trong nhà người ta yêu đương vụng trộm, đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tề công tử, dù thế nào người cũng là hôn phu của trầm tiểu thư, lại cùng biểu tỷ của nàng yêu đương vụng trộm, ám kết châu thai, gia phong của tề gia chính là như thế này sao? Tri phủ phu nhân nhìn một lúc lâu nhưng không nói nhiều, lúc này cũng cảm thấy có chút không thuận mắt. Tri phủ phu nhân đã nói vậy, tề phu nhân cũng có chút bối rối, liệu ra ở Dương Châu là thế gia vọng tộc đứng đầu? Nhưng người có quyền hành cao nhất lại là chi phủ đại nhân, nếu chi phủ đại nhân biết Tề Thủ Tín làm ra chuyện như vậy thì đợt khảo hạch 6 tháng cuối năm của Tề lão gia coi như là thất bại, bà quả thực không dám tưởng tượng tiếp, lập tức lắc đầu nói, không phải vậy, con trai thiếp chỉ là giúp Liễu tiểu thư thổi hạt bụi trong mắt mà thôi, đứa nhỏ trong bụng nàng ta không phải của nó. Loại chuyện này sao nó có thể làm ra được? Bà nói xong liền lấy khuỷu tay chạm vào Tề Thủ Tín, hắn ta cũng phụ họa, đúng vậy, tiểu sinh sẽ không gây ra những chuyện hoang đường như vậy, còn phải nhờ phu nhân phân sư. Sau khi ăn thuốc của vấn lão thái gia, bụng liễu dịch thanh đã giảm bớt đau đớn, ý thức từ từ khôi phục, lông mi khẽ chớp rồi mở to mắt. Vân Khanh nhận ra vội hướng chi phủ phu nhân cúi thấp thân mình. Phu nhân, Vân Khanh tuy là con dâu chưa qua cửa của tề gia, nhưng đối với gia phong vẫn có hiểu biết, tề công tử không phải là người như vậy, nhưng nay biểu tỷ mất xỉu đứa con trong bụng tỷ ấy cũng không rõ phụ thân là ai, chuyện xảy ra như vậy còn không chịu thừa nhận. Xưa nay có câu, trộm người làm thiếp, nam nhân này, ngay cả vị trí thiếp thất còn không chịu hứa cho biểu tỷ, chỉ sợ muốn bao dưỡng nàng như ngoại thất mà thôi, van cầu người giúp biểu tỷ tra xét, tỷ tỷ là chính thất trường nữ của liễu gia, sao có thể để cho người ta tùy tiện xỉ nhục. Giọng nói nàng uyển chuyển, mang theo ý lo lắng, cử chỉ tao nhã dùng mạo long lanh, giờ tay nhấc chân cũng lộ ra khí chất hơn người, nhan sắc tuyệt mỹ cứ như vậy nổi bật lên, làm cho mọi người nhìn thấy đều sinh ra một chút thân mật dễ gần. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy tề gia công tử cùng biểu tỷ của nàng vụng trộm yêu đương, nàng cũng không có lấy nửa phần tức giận, ngược lại còn vì hai người kia nói đỡ, phong thái và trí độ như thế này liệu có nữ tử bình thường nào có thể có. tri phủ phu nhân không kìm được xúc động trong lòng, nữ tử như vậy, nếu không phải sinh ra trong gia đình thương nhân, con đường tương lai phía trước chắc chắn vô cùng tươi đẹp, sao có thể kết duyên cùng người như tề thủ tín, dù có dùng hoa ngôn xảo ngữ cũng không thể nào che giấu được việc hắn không được giáo dưỡng tử tế, bà che giấu cảm xúc, mở miệng nói, cũng là làm khổ ngươi, ta sẽ đem phụ thân đứa nhỏ tìm ra, dù thế nào cũng phải bắt hắn cho biểu tỷ ngươi một vị trí thiếp thất. Liễu lão phu nhân cũng Liễu đại phu nhân nghe xong lời này, hàm răng cắn chặt, một lời Vân Khanh nói ra đã xác định thân phận Liễu Dịch Thanh, không phải ngoại thất thì chính là thiếp thất, nói theo lẽ phải, không thể phản bác, các bà không nói nên lời, lại càng không thể mở miệng, chỉ cần nói chuyện, mọi người đều chú ý về các bà, việc này là không thể được. Nửa tỉnh nửa mê, Liễu Dịch Thanh cắn răng nghe hết những lời trên, toàn thân sinh ra một trận tức giận, mở to mắt gạt đi đôi tay của bách hợp, chạy tới trước mặt tề thủ tín, chàng sẽ không làm chuyện hoang đường như thế đúng không? Phụ thân đứa nhỏ trong bụng thiếp là ai? Chàng muốn thiếp trở thành ngoại thất để bao dưỡng thật sao? Việc bất ngờ xảy ra là mọi người trở tay không kịp, ngoại trừ Vân Khanh đã sớm chờ đợi màn kịch này. Chính thất trưởng nữ liễu ra sao có thể cam tâm làm thiếp, nếu liễu dịch thanh không lo lắng thì mới là chuyện lạ. Là... Tề thủ tín bị nàng ta đẩy lui phía sau, sắc mặt kích động, nhìn về phía mấy vị phu nhân khẽ liếc mắt rồi vội vàng phủ nhận, liễu tiểu thư, tiểu thư đừng như vậy, vừa rồi chẳng qua là ta giúp tiểu thư thổi bụi trong mắt, chẳng qua chỉ là hiểu lầm, tiểu thư không thể đẩy đứa con hoang không rõ phụ thân là ai lên người ta. Hắn còn muốn sang năm thi cử nhân, tuyệt đối không thể vào lúc này rơi xuống chuyện gian dâm nữ tử làm tổn hại thanh danh. Khẽ nháy mắt ra hiệu liễu dịch thanh để nàng ta tạm thời không làm lớn chuyện. Thổi bụi, ai cùng chàng thổi bụi, vừa rồi chàng còn ôm thiếp, nói đời này chỉ yêu mình thiếp, chỉ lấy thiếp làm vợ, hiện tại lại nói nhi tử của mình là con hoang, chàng nghĩ mọi chuyện có thể chối bỏ dễ dàng như vậy. Liễu Dịch Thanh tức giận đến run rẩy, lông mày dựng thẳng, làm sao có thể nhận ra ánh mắt của Tề Thủ Tín. Tề phu nhân thấy vậy, sợ nàng ta lộ ra chuyện không hay, vội vàng đi đến giữ lấy tay nàng, "Liễu tiểu thư, ngươi không cần phải làm vậy." tức giận trên người liễu dịch thanh không phải nói hết là hết được nàng ta gạt tay tề phu nhân ra lại nhớ tới vừa rồi bà cũng nói bản thân mình không phải đang mang cốt nhục tề ra lạnh lùng mỉm cười lấy trong tay áo một khối ngọc bội đưa ra trước mặt mọi người đây là ngọc bội gia truyền của tề gia các người còn muốn không nhận sao tề thủ tín ta nói cho ngươi biết ngươi dám làm sẽ phải dám nhận đừng mơ tưởng bắt ta làm thiếp những lời người nói một câu một chữ ta đều chưa quên, chờ đến lúc ngươi cùng trầm ra từ hôn liền cưới ta làm vợ, bây giờ ngươi lại phủ nhận sao? Nàng ta phốc một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt chi phủ phu nhân, không để ý đến sắc mặt đang thay đổi của những người xung quanh, van xin phu nhân chứng giám. Đây mà miếng ngọc tể ra nhiều đời truyền cho con dâu, đứa con trong bụng dân nữ là cốt nhục tể ra. Chương 12, bị từ hôn, tể phu nhân lại làm chuyện xấu nhìn thấy khối ngọc kia, sắc mặt chi phủ phu nhân không có gì bất ngờ. Ai cũng biết đứa nhỏ trong bụng liễu dịch thanh chính là cốt nhục tề ra. Bà không xen vào việc nhà của cấp dưới, cũng không muốn nhúng tay vào việc nhơ bẩn như vậy. Lùi lại từng bước tránh đi cái quỳ lại của nàng ta, lạnh nhạt nói, việc nhà của các ngươi, ta không tiện xen vào. Mà đứng ở bên kia, tạ thị đã giận đến run người, màn kịch trước mắt bà thật rõ ràng, tề thủ tín cũng liễu dịch thanh đã sớm vụng trộm một chỗ tề gia muốn dựa vào liễu gia để leo lên cao cho nên mới đưa ra yêu cầu từ hôn bà lớn giọng nói trong ánh mắt là sự lạnh lẽo đến thấu xương tề phu nhân tiểu nữ nhà ta không có tài cán gì không thể xứng với tề công tử phong lưu phóng đãng từ hôm nay hôn sự của hai nhà xem chấm dứt về sau nhà các người muốn bấu víu danh gia vọng tộc thẩm tề hai nhà không liên quan dựa theo luật pháp của đại ung, đôi bên xác lập hôn ước, nhưng một bên làm ra chuyện tổn hại thanh danh, tạo thành chuyện xấu, bên kia có thể lập tức từ hôn mà không cần đến sự đồng ý của đối phương, ngay lập tức có hiệu lực. Vừa nghe thấy thế, Liễu lão phu nhân liền biết chuyện từ hôn đã xong, không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tề Thủ Tín mà danh tiết của Liễu Dịch Thanh từ nay về sau càng tồi tệ, đối mặt với ánh mắt sắc bén của mọi người xung quanh da mặt liễu lão phu nhân run rẩy sắc mặt vừa đỏ vừa trắng hai mắt nhắm lại thân mình lung lay bộ dáng như đang chịu đả kích nặng nề tưởng chừng như sắp té siêu. liễu đại phu nhân đang sợ không tìm được lý do để tránh đi thấy vậy gạt cánh tay của ngân hạnh đỡ lấy liễu lão phu nhân hét lên lão phu nhân người làm sao vậy liễu lão phu nhân yếu ớt dựa vào cánh tay bà khẽ lắc đầu bà ta lập tức hiểu ý nhìn mọi người nói thật xấu hổ thân thể lão phu nhân vốn không tốt, ra ngoài lâu như vậy chỉ sợ mỏi mệt, ta phải rời đi trước, đưa lão phu nhân hồi phù. Các vị phu nhân kia ai chẳng biết mánh khóe đấy của bà ta, nhưng trên mặt tỏ vẻ không liên quan, tạ thị cũng không muốn nhìn bà ta thêm nữa. Vì vậy liễu đại phu nhân diều liễu lão phu nhân, cùng bách hợp và ngân hạnh đỡ liễu dịch thanh tâm không cam, tình không nguyện rời đi. Nhìn bóng lưng của những người kia, mấy vị phu nhân âm thầm lắc đầu, vốn có tâm ý muốn kết thân với liễu gia cũng tạm thời không nghĩ đến nữa ngay từ đầu mục đích hai nhà tề liễu là muốn từ hôn hôm nay đã đạt được ý nguyện vốn là nên quên đi nhưng tề phu nhân không nuốt trôi nổi cơn giận này con trai bị từ hôn lại là do chuyện xấu nên bị thẩm ra từ hôn tề gia tự làm cho mình không hợp đạo lý nghĩ đi nghĩ lại bà càng không thấy thoải mái thẩm ra chẳng qua là thương hộ có tư cách gì mà từ hôn với nhà chi huyện trong lòng cuồng loạn lại nhanh chóng tính toán muốn bôi xấu thanh danh của vân khanh có như vậy bà mới không thấy thua thiệt nữ nhi bị tổn hại thanh danh dù thế nào cũng tồi tệ hơn so với nam nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy từ bên kia mama đang áp giải đến một người mặt mày sưng đỏ cả người nhếch nhác đi đến ánh mắt trong tức khắc sáng ngời đúng là ông trời cũng đứng về phía bà hai mama dài người đưa đến trước mặt tạ thị nhỏ giọng nói, "Phu nhân, đây là tên trộm vừa rồi bắt được ở hoa viên, người muốn giải quyết như thế nào ạ?" À? Gương mặt Tạ thị cố nén giận, chỉ cảm thấy bữa tiệc hôm nay đúng là xui xẻo, hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác xảy ra, không đủ kiên nhẫn liếc nhìn tên trộm kia một cái, xua tay nói, "Đưa đến quan phủ." "Ôi chao, tên trộm này sao giống tên ăn mày như vậy?" Tể phu nhân nâng khăn, tò mò nhìn qua. Nháy mắt ý bảo Tề Thủ Tín đi qua nhìn xem. Tề Thủ Tín đang đứng một bên tức giận, nhận thấy ám chỉ của mẫu thân, biết rằng người này là mấu chốt trong việc hủy hoại danh dự Vân Khanh, lập tức tiến lên phía trước, kéo nha hoàn kia đứng dậy, nâng khuôn mặt của nha đầu kia lên. Trên gương mặt lộ ra vết bầm ứ, nước mắt nước mũi hòa cùng một chỗ giống như màu nước lem luốc, mấy vị phu nhân nhíu mày, lùi lại mấy bước, hé mắt nhìn tên kia, từng nét trên khuôn mặt thô cứng cổ họng còn lộ ra ít hầu lại nhìn xuống bộ ngực rõ ràng là nam nhân tại sao lại có nam nhân cải trang thành nha hoàn lẻn vào trong nháy mắt trên mặt mọi người đều mang theo vẻ nghi ngờ tiểu tặc người giả dạng làm nha hoàn lẻn vào thầm ra nhằm mục đích gì tề phu nhân nhíu mày nhưng bộ dáng lại mang vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa thầm nghĩ thẩm vân khanh hãy đợi đấy không làm cho ngươi thân bại danh liệt ta đây không phải mang họ tề nhìn bộ dạng tên trộm này, sao giống như nam nhân thầm tiểu tự ước hẹn chung thân mà trong thành lưu truyền. Bà ta nói xong đưa mắt liếc nhìn Vân Khanh, nhưng thấy nàng trang nhã tự nhiên đứng cạnh tạ thị, không chút lo sợ, mặt mày yên tĩnh, nhìn bộ dáng không có lấy một phần sợ hãi. Giả vờ, người cứ giả vờ đi, ta xem ngươi vờ vịt được bao lâu. Vương nhị cầu bị đánh đến cả người sưng đau, nghe thấy lời nói của tề phu nhân, lại hiểu được ý của bà ta, nếu như bị quan phủ bắt đi, hắn không chết cũng bị lột ra, chẳng bằng nói thành yêu đương vụng trộm, không chừng có thể thành con rể thẩm ra, lúc này mới dương đôi mắt bị đánh sưng húp, liên tục gật đầu, ta đã nói cho các ngươi biết, ta là tình nhân của đại tiểu thư, các ngươi còn không tin, bắt ta đến đây làm gì? Coi chừng ta bảo nàng đánh chết các ngươi. Vô liêm sỉ, người cho là ngươi như vậy cũng xứng với thẩm đại tiểu thư. Tề phu nhân giả bộ gian dậy nhưng thật ra là dẫn theo ý tứ trong lời nói của Vương Nhị Cầu cho mọi người bàn tán sâu sắc. Đừng xem thường Vương Nhị Cầu ta thân phận đê tiện, thế nhưng công phu trên giường của ta rất tốt, thẩm đại tiểu thư chính là yêu thích ta ở điểm này, nàng còn tặng ta hà bao làm vật đính ước. Vương Nhị Cầu lăn lộn dưới đáy xã hội đã lâu, da mặt lại dày, nói lời thô tục trôi chảy như hạ bút thành văn. Mấy vị phu nhân nhìn hắn, rồi lại nhìn Vân Khanh, thật sự không thể tưởng tượng được hai người khác xa nhau một trời một vực lại có thể có gian tình gì. Nhưng xác thực hai ngày nay đều nghe được không ít lời đồn đại. Bây giờ, trong tay vương nhị cầu lại có vật chứng, ngay tức khắc trong lòng mỗi người đều nảy sinh nghi ngờ. Người nói ngươi có tín vật đinh ước, hãy lấy ra cho mọi người xem chi phủ phu nhân đối với biểu hiện vừa rồi của Vân Khanh thập phần vừa lòng, lại có ấn tượng rất tốt, không tin nàng có thể làm ra chuyện như vậy liền bảo hắn đưa ra vật kia để chứng minh mà mà nghe lời liền nhìn tạ thị thấy bà gật đầu mới buông lòng tay ra vương nhị cầu vươn vươn hai vai cười gian vài tiếng cái hà bao này là bảo bối của ta đều giấu kín ở trong người nói rồi đưa tay mò xuống đũng quần lục lọi lấy ra một cái hà bao dơ lên tạ thị cố chịu đựng vẻ mặt ghê tởm của hắn nhìn thoáng qua rồi lập tức phủ nhận nói cái này không phải là hà bao của vân khanh hà bao của con gái bà đều biết bên dưới từng cái hà bao đều sử dụng thủ pháp thiêu đặc biệt của thẩm gia thiêu hai chữ vân khanh thành hình hoa lan còn cái hà bao này tuy mới nhìn qua cảm thấy không sai biệt lắm nhưng kỹ thuật thiêu còn kém xa thẩm gia lập nghiệp từ phường thiêu những thứ này vừa nhìn qua là có thể phân biệt được tể phu nhân đứng cách vương nhị cầu vài bước chân không nhìn thấy rõ chỉ cảm thấy hà bao kia thật quen mắt chợt nhớ tới vài ngày trước mình từng làm mất một cái hà bao, trong chồng mơ hồ cảm thấy bất an, vừa định bước lên can ngăn thì hai vị phu nhân lúc nãy cùng vào với bà ta sắc mặt lập tức biến đổi, mắt nhìn hà bao, lại nhìn tề phu nhân, không dám tin vào chuyện trước mắt, hà bao này không phải là của tề phu nhân sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 13, làm việc ác, gieo gió gặt bão. Các bà cùng tỷ phu nhân có giao tình rất tốt, Hà bao là vật bên người, chỉ cần cầm theo là có ấn tượng, huống hồ chiếc hà bao này là vật tể phu nhân yêu thích, cho nên các bà có thể nhận ra ngay lập tức. Tể phu nhân lúc này cũng đã thấy rõ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lấy từ trong người ra một cái hà bao nữa của bà ta, run rẩy mở miệng nói, "Hà bao này làm sao có thể ở trong tay ngươi?" Vương Nhị Cẩu nghĩ bà ta muốn ám chỉ mình nên nói nhiều một chút, lập tức thêm mắm dặm muối hà bao này là của tiểu tình nhân ta tặng, đương nhiên là phải nằm trong tay ta. Nhưng hà bao này rõ ràng là của tể phu nhân, người nói rõ ra, ngươi và tiểu tình nhân của ngươi quen biết như thế nào? Một vị phu nhân xưa nay luôn đối nghịch với tể phu nhân hào hứng hỏi. Thấy có người hỏi đến, vương nhị cầu càng thêm can đảm, bình thường cũng không có cơ hội gặp ngỡ quý nhân, lại nghĩ tới gia sản như núi vàng núi bạc của Thẩm gia sau này mặc sức hắn tiêu xài không khỏi có phần đắc ý. Dung đùi nói: "Không, không, không, cái hà bao này chắc chắn là của Thẩm đại tiểu thư, ngay ở bên trong chùa, nàng đối với ta vừa gặp đã yêu, sau đó lại tặng ta hà bao, còn nói không phải ta không lấy chồng." Nhìn tên vô lại trước mặt vu cáo hà bao này là của Vân Khanh, khẳng định trong chuyện này có điều khuất tất, Tạ thị nhíu mày. Nhưng đầu nhìn Vân Khanh, thấy nàng tựa như có việc muốn nói liền mở miệng hỏi, "Vân Khanh, con nói xem mọi việc sao lại thành ra thế này?" Vân Khanh cúi thấp đầu, đứng bên cạnh bà, lông mi tinh tế trên khuôn mặt nàng rũ xuống, gương mặt tựa như hoa sen làm từ bạch ngọc, đôi mắt phượng cao quý mang theo nét cười, nhưng bên trong đó như cất giấu đêm đen thâm trầm lại không làm lộ ra. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tạ thị, nàng ngước mắt lên nhìn bà nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt mang theo vài phần gượng ép, dịu dàng nói với các vị phu nhân khác. Tề phu nhân muốn xin lỗi chuyện từ hôn, nên phái xe ngựa đến đón tiểu nữ đi chùa miếu. Hôm ấy, bà cùng tiểu nữ vào bảo điện, nói muốn đi xin quẻ, bảo tiểu nữ ra ngoài đợi lát nữa hắng vào. Nhưng mấy ngày sau, trong thành rộ lên lời đồn đại, tiểu nữ thật sự không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Hả bao của tiểu nữ vẫn luôn để bên người, chưa bao giờ đưa cho người khác mặc dù không xuất thân quan gia nhưng từ nhỏ mẫu thân luôn dạy bảo vật tùy thân bên người sao có thể tùy ý giao cho người khác về việc hà bao của tề phu nhân vì sao lại ở trong tay tên trộm kia vân khanh thật sự không biết mấy vị phu nhân kia vừa nghe đã hiểu tề phu nhân phái xe ngựa đến đón vân khanh thời gian bất ngờ địa điểm đương nhiên cũng đã lựa chọn cẩn thận vân khanh là vãn bối chẳng qua là phải đi theo bà ta mà thôi đến chùa lại tìm lý do để Vân Khanh tránh đi, bản thân mình lại làm chuyện không nên làm, cái hả bao kia chính là minh chứng tốt nhất. Vương nhị cầu nghe thấy thanh âm rung động lòng người, lại nhìn về phía người vừa nói chuyện, khuôn mặt tinh xảo hơi lộ ra bên ngoài, ngày ấy hắn còn không kịp nhìn rõ dung mạo, nay có cơ hội nhìn thấy, hồn phách đều rơi mất một nửa, nếu cưới được người đẹp như thế, dù không có được gia sản của thẩm gia cũng là phát tài rồi, lập tức liếm miệng nói tiểu mỹ nhân ngày đó chúng ta mất hồn ở trong chùa ta còn nhớ trên mông nàng có mấy vết rỗ sao bây giờ nàng còn chối bỏ ngươi chắc chắn người cùng ngươi yêu đương vụng trộm trên mông có vết rỗ tạ thị đáy mặt hiện lên tia sáng lập tức hỏi tất nhiên việc này chẳng nhẽ ta còn không biết hay sao các người còn điều gì muốn hỏi hà bao cũng là nàng tặng người cũng sớm thuộc về ta thế nào còn không rõ sao nếu tức thời ta còn có thể cưới nàng về làm chính thê. Vương nhị cầu lúc này đã hao sắc đến độ mất đi kiên nhẫn, thầm nghĩ phải nhanh cưới Vân Khanh về nhà mới tốt. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, đôi mắt nhỏ híp lại, lóe ra ánh sáng dâm tà, chỉ còn thiếu là chưa chảy nước rãi. Việc này thật là kỳ quái, hà bao là của tề phu nhân, vết rỗ cũng là ở trên người tề phu nhân, thế sao tên vô lại này cứ nhất định phải nói là Vân Khanh vị phu nhân kia châm biếm sắc nhọn, trong giọng nói không có một chút nề tình. Tề phu nhân lúc còn nhỏ bị rơi vào hố gai, trên mông có để lại mấy vết sẹo, sờ vào giống như vết rỗ trên mặt. Tuy việc này là tư mật, nhưng mấy vị phu nhân ở Dương Châu này có rất nhiều người biết đến. Chính mình vụng trộm yêu đương, lại còn muốn làm hại đến thanh danh con dâu tương lai, ra mặt thật dày. Đúng vậy, bình thường không nhận ra, Mông bà ta thật sự có sẹo rỗ sao? Trời ạ, à, vừa nghĩ đến đã thấy mất mặt muốn chết, nếu là ta thực không sống nổi. Từ lúc vương nhị cầu đưa ra hà bao, sắc mặt tề phu nhân đã không tốt, lúc nóng lúc lạnh, lúc đen lúc trắng, nhìn thấy ngay cả việc mông mình có vết sẹo rỗ cũng bị nói ra liền nhịn không được mà hét to. Người đến, đưa tên vô lại chuyên hãm hại người khác lôi xuống cho ta. Đánh, đánh sống thành chết, dám bịa đặt hãm hại bản phu nhân thật đúng là to gan lớn mật. Tề phu nhân trong mắt lộ ra hung dữ, mặt tràn đầy oán giận. Bà ta không biết tại sao hà bao này lại biến thành của mình. Rõ ràng Vương nhị cầu trộm là của Vân Khanh, còn có trên mông có sẹo dỗ là ai nói cho hắn biết? Bà chưa bao giờ căn dặn kẻ dưới phải nói như vậy. Từ phía sau bà, hai mama của Tề gia chạy lên phía trước, kéo Vương nhị cầu ra ngoài. Vừa nghe đến mình bị đánh chết, Vương nhị cầu mới tỉnh lại. Vừa giãy ruộng vừa kêu to. Tề phu nhân, phu nhân làm vậy là có ý gì? Rõ ràng chính phu nhân muốn tiểu nhân đi trộm hà bao giá hỏa cho thầm tiểu thư. Còn không bịt miệng hắn lại cho ta, tề phu nhân lo sợ hắn đem mọi chuyện tiết lộ. Chạy lên trước, một tay chống nạnh tức giận nói. Dừng tay cho ta, tạ thị quát lên một tiếng, làm tề phu nhân sợ đến mức ngần người. Toàn bộ ma ma của thầm gia bao vây bốn phía, đem ma ma của tề gia vây lại bên trong. Tề phu nhân, nơi này không phải là tề phủ, cũng không phải công đường thẩm án của lão gia nhà bà. Bảo lôi xuống đánh chết là đánh chết, không tránh khỏi có phần tùy ý làm bậy. Nói chủ nhân thì đây là thẩm phủ, nói quan lại ở đây còn có chi phủ phu nhân. Lúc bấy giờ, tề phu nhân ý thức được mình đang ở trong nhà người khác. Tạ thị nói xong, quay người nhìn ma ma căn dặn, lôi vương nhị cầu lên đây cho ta. Mà mà của thẩm gia lôi vương nhị cầu đang sợ tới mềm nhũn cả người từ trong tay tề ra lên phía trước, giữ chặt trong tay, tạ thị đứng trước mặt hắn, lạnh lùng cười, hai mắt như chứa hàn băng, vừa rồi ngươi nói là ai sai ngươi đi trộm hà bao, tội danh vô cáo mưu hại nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, chi phủ phu nhân ở đây, nếu thành thật thì được khoan hồng, nếu gian dối sẽ nghiêm trị theo luật lệ của đại ung, ngươi đã rõ chưa? vương nhị cầu là loại lưu manh du côn sợ nhất là phải vào quan phủ không chết cũng bị lột ra lúc này vội vàng dậu đổ bìm leo đưa mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay cùng nguyên nhân kết quả nói rõ ràng mà nghe thấy những gì hắn nói trong mắt tạ thị bật ra tia nhìn sáng lạnh như hai lưỡi dao chỉ hận không thể đem tề phu nhân thiên đao vạn quả tề phu nhân kinh sợ lui về phía sau mấy bước ngập ngừng nói ta cho người đến cùng ngươi bàn chuyện từ hôn ngươi lại không chấp nhận tề ra là quan gia chỉ bằng thẩm gia các người thật không xứng nghe thấy vậy tạ thị nổi giận cười lạnh nói ta đã nghĩ tề phu nhân liên tục cho người đến phủ từ hôn nay đột nhiên lại nói là hiểu lầm hóa ra là thiết lập cạm bẫy muốn hủy danh dự của vân khanh lòng lang dại sói đừng nói là báo ân huống hồ trên đời này có ai không biết tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo làm ơn thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ còn đền ơn người khác như một dòng suối lớn, ý đề cao sự ơn nghĩa đối với người có ơn, hồi đó, hôn sự này là do chính tể lão thái gia tự mình đề nghị. Thẩm gia chúng ta chưa từng có ý muốn bấu víu dựa vào các người. Người đâu, tiễn tề phu nhân cùng tề công tử ra ngoài, thẩm phủ chúng ta chỉ là nơi nhỏ bé, không nghênh đón nổi quan lớn quyền quý lưu lại. chương 14, thẩm phủ lại có tân di nương vào cửa ở bữa tiệc dành cho nam nhân bên kia, tề lão gia nghe được tin tức do tên sai vật truyền đến, tức giận đến ngã ngửa, cố gắng trông đỡ, mỉm cười ăn xong tiệc rồi vội vàng quay về phủ. Không đến nửa ngày, toàn bộ thành dương châu truyền ra tin tức, tề phu nhân cùng một tên vô lại ở trong chùa yêu đương vụng trộm bị tề lão gia biết được, bị đánh một trận rồi bắt vào ở trong từ đường hối lỗi tề thủ tín cùng liễu dịch thanh xảy ra chuyện ám kết châu thai cũng ồn ào huyên náo truyền ra bị người người khinh bỉ không biết xấu hổ gian phu dâm phụ tiện phụ câu dẫn hôn phu của biểu muội người nhà liễu gia trong thời gian này không dám ra khỏi cửa để tránh chứng thối cà chua ném vào người mặt khác rất nhiều phu nhân vì chuyện này đều có ấn tượng về sự dịu dàng thanh nhã của vân khanh danh tiếng của nàng trong chốc lát liến rất tốt tại quy nhạn các Vân Khanh dựa vào ghế gỗ hoàng lê khắc hoa, ánh nắng từ cửa sổ bên trên xuyên qua màn lụa mỏng chiếu vào quyển sách trên tay nàng. Người cùng vật tĩnh lặng hòa là một như bức tranh được vẽ thật khéo léo. Lưu Thúy mang bát cháo tổ yến vào đến nơi, nhìn thấy cảnh đấy mà giật mình. Mọi người đều bảo con gái giang nam xinh đẹp, nhưng đó là chưa ai được thấy dung nhan của tiểu thư nhà nàng. Vậy cũng thật là uổng phí. Chậm rãi từng bước đến trước mặt nàng, Lưu Thúy nhẹ giọng thăm hỏi tiểu thư, người đang đọc sách gì vậy? Từ sau buổi tiệc ngày hôm qua, Vân Khanh đọc quyển sách này, ăn cơm cũng không rời tay, ban đêm còn muốn nhìn đến tận canh ba mới nghỉ. Nhẹ nhàng đem sách khép lại, Vân Khanh đón lấy bát cháo tổ yến, sách thuốc. Là Vân Lão Thái Gia đưa cho người sao? Nhớ lại hành động ngày hôm qua của Vân Khanh, Lưu Thúy mở miệng hỏi. Ừ, bảo ta trong vòng nửa tháng phải học thuộc quyển sách này mới nhận ta làm học trò. Vân Khanh nuốt một ngụm cháo, nhớ lại sau buổi tiệc tối hôm qua, nàng đi cầu xin vấn lão Thái Gia dạy nàng y thuật. Vân lão Thái Gia đã sớm biết trên cây châm nàng tặng liễu dịch thanh có tầm tinh dầu thúc tình. Và lúc nàng đến xin học y, Vân lão Thái Gia đã hỏi nàng vì sao muốn học. Nàng trả lời vì muốn bảo vệ sinh mệnh người nhà mà học. Nàng không nghĩ tới việc hành y cứu thế gì đó cho nên cũng không thực sự có lòng tin vấn lão Thái Gia sẽ thu nhận nàng. Ai ngờ vấn lão thái gia tình tình cổ quái, không nói năng gì, đưa cho nàng một quyển sách thuốc thật dày, nói rằng nếu trong nửa tháng có thể học thuộc liền thu nàng làm quan môn đệ tử. Nhìn quyển sách thuốc dày thật dày ở trên bàn, Lưu Thúy có phần ảo não, dày như vậy, chỉ trong nửa tháng có thể học thuộc sao? Nghe nói sách thuốc rất khó học, thuốc gì, hình dạng như thế nào, dược tính hỗ trợ lẫn nhau ra sao đều phải học thuộc, nửa tháng cũng thật quá ngắn đưa bát cháo tổ yến đã ăn hết cho Lưu Thúy, Vân Khanh lau khóe miệng, đứng dậy đi lại vài bước, thuộc hay không thuộc không quan trọng, quan trọng là nếu không cố gắng đã từ bỏ thì mãi mãi đều không thể thuộc được. Giống như kiếp này của nàng, không biết có thể tránh khỏi việc dẫm lên vết xe đổ hay không, nhưng dù là thế nào, nàng đều phải cố gắng hết sức mình, thay đổi vận mệnh thẩm gia cũng thay đổi vận mệnh của chính mình mà chuyện từ hôn với Tề Gia đã đem cuộc sống của nàng thay đổi bước đầu tiên danh tiếng nữ tử thất trinh bị từ hôn ở kiếp trước đã không còn giờ đây từng bước nàng đi sẽ sửa chữa lại những sai lầm trước đó giả dạ, nô tỳ cũng sẽ cố gắng Lưu Thúy kiên định gật đầu nàng nhận ra tiểu thư của nàng đã không còn giống với trước kia đôi mắt đen tỏa sáng tràn ngập ánh sáng thông minh cơ trí có thể nhìn thấu tâm tư người xấu Vương nhị cầu Tề phu nhân tự cho là gian kế có thể thực hiện được, nhưng không biết tiểu thư đã sớm lập bẫy chỉ chờ bọn họ nhảy xuống mà thôi. Vân Khanh biết Lưu Thúy đang nghĩ gì, nàng chỉ bình thản cười mà không nói, không có ai biết, nàng đã từng là một oan hồn, cũng từng quá ngu xuẩn, may mà ông trời thương xót cho nàng cơ hội được sống lại. Tiểu thư, Lý mama đến tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, Lý mama là mama đắc lực nhất bên cạnh Tạ thị nếu bà đến đây nhất định là tạ thị có việc, Vân Khanh xoay người bước ra, nhìn thấy một phụ nhân hơn 40 tuổi mặc váy màu nâu đang đi tới, mỉm cười nhìn nàng rồi hành lễ nói, tiểu thư, lão gia đã quay về, phu nhân cho gọi người cùng đến. Vừa nghe nói trầm mậu đã quay về, Vân Khanh rất vui mừng, từ khi được sống lại, nàng còn chưa được gặp phụ thân, vội vã bảo Lưu Thúy lấy cho nàng áo mới màu thiên thanh dài đến cánh tay, phía dưới mặc váy dài màu xanh biếc, thêu cỏ cây hoa lá, cài chuỗi ngọc ngũ phượng chiêu dương, lại vấn kiểu tóc viên trùy kế mà các tiểu thư đang rất yêu thích, cài một cái châm điệp vàng sáng rực rỡ. Vân Khanh vốn chỉ thích ăn mặc đơn giản thanh tú, nay lại ăn mặc trang điểm như vậy làm Lý Ma Ma đứng xem không nhịn được thốt lên, lão ra trở về nhìn thấy tiểu thư nhất định là không nhận ra người. Mẫu thân nói, phụ thân ra ngoài chưa đến nửa năm, làm sao có thể không nhận ra con gái vân khanh mỉm cười vờ nổi giận bước ra sân tạ thị đã nhanh chóng say người dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ nhìn thấy vân khanh liền nắm lấy tay nàng đi hướng về phía cửa thủy hoa nhìn tạ thị vẻ mặt vui mừng tuy rằng khóe miệng chỉ mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt đôi mắt dường như có đốm sáng vừa nhìn cũng biết chờ mong trầm mậu trở về biết bao tạ thị hôm nay rất vui vẻ tuy yến hội hôm qua xảy ra chút chuyện nhưng cuối cùng đã lộ ra được bộ mặt thật của tề gia tránh cho vân khanh phải gả đi mới phát hiện ra người kết tóc lấy oán trả ơn từ hôn là thẩm gia đề nghị lại hợp tình hợp lý đối với hôn sự sau này của vân khanh cũng không có ảnh hưởng lại nghe thấy trầm mậu sắp trở về bước chân nhanh chóng qua cửa thủy hoa đứng đợi hơn nửa nén hương liền nhìn thấy một nam nhân mặc áo lụa dài màu tím bốn phía thêu mây như ý bên cạnh là gã sai vặt ở phía sau còn có một chiếc kiệu mềm nhỏ. Trầm mậu bước lại gần, hòa nhã hỏi thăm tạ thị về công việc quản gia mệt nhọc, rồi mới nói thẳng vào câu chuyện, phu nhân, trong khoảng thời gian ở bên ngoài làm việc, ta có gặp gỡ với vài vị quan bố chính, thấy bên người không có người chăm sóc, nên đứng ra làm chủ, nạp cho ta thêm một thiếp thất. Trầm mậu vừa nói xong, ý cười trên mặt tạ thị đã không còn, nếu không nhờ lớp phấn son trên mặt, chỉ sợ sắc mặt bà lúc này đã trắng bệch đáy mắt vốn chứa vui sướng và mong chờ này hoàn toàn tiêu tán vân khanh biết cảm xúc này kiếp trước của nàng chỉ có vi tử ngưng cùng một tiểu thiếp nho nhỏ mà đã không chịu nổi huống chi trong phủ bây giờ đã có ba di nương nha hoàn thông phòng thì không đếm nổi giờ lại có thêm một nữ nhân muốn tranh giành người đàn ông của mình liệu có nữ nhân nào không thể không để ý trầm mậu lại vui mừng dạo rực vừa dứt lời đã quay đầu bước đến kiệu nhỏ bên cạnh nhẹ giọng nói, Tommy, ra ngoài bái kiến phu nhân. Chỉ nhìn thấy trong kiệu mềm lộ ra một bàn tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng vén rèm lên lộ ra dung nhan của người con gái. Vân Khanh không khỏi cảm thấy bất ngờ, kiếp trước trầm mậu có một di nương gọi là Tommy, cũng do ông đưa về, nhưng diện mạo thật sự khác biệt. Kiếp trước nhan sắc Tommy chỉ bình thường không có gì nổi bật, mà Tommy ở kiếp này dung mạo như trăng thân mình đường nét rõ ràng, mang theo nét phóng đãng khó nói, đúng là loại thiếp thất mà nam nhân yêu nhất. Phải chăng bởi vì nàng sống lại, nên có nhiều chuyện dần dần thay đổi hay sao? Nhìn Tô từ tốn bước ra khỏi kiểu, chậm rãi quỳ xuống thi lễ với tạ thị, thần thái không hèn không sợ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không giống như người xuất thân từ gia đình thường dân. Tốt lắm, đứng lên đi, tạ thị tuy rằng không vui vẻ nhưng không để lộ ra bên ngoài. Tạ ơn phu nhân Tommy cúi đầu, yếu ớt đứng lên, đột nhiên kêu lên một tiếng, Trầm Mậu vội vàng đi qua đỡ lấy nàng ta, sốt ruột nói, làm sao vậy? Nàng bị không khỏe sao? Người đứng đầu trong nhà mà có thái độ như vậy làm trong lòng Tạ Thị cảm thấy bất an, quả nhiên ngay lập tức bà đã biết nguyên nhân. Thiếp thân không sao, chỉ vì cử động hơi nhanh, vừa rồi lại ngồi lâu nên không quen. Tommy cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên một tia sáng. Trầm mậu lập tức đỡ cô ta dậy, ta đã nói nàng không cần phải hành lễ như vậy, nàng lại không nghe, đứa nhỏ trong bụng Tô Mi đã hơn hai tháng, về sau lễ nghĩa của nàng nếu có thể miễn được thì hãy miễn đi. Câu sau là nói cho tạ thị nghe, vừa vào phủ đã tặng một phần lễ ra oai phủ đầu lớn như vậy, xem chừng Tô Di Nương này cũng không phải là người dễ sống cùng. Chương 15, sĩ diện của Di Nương bị đánh, Sắc mặt Tạ thị nhất thời lúc trắng lúc xanh, hai mắt đầy lửa giận, vừa vào cửa đã làm cho lão gia miễn hành lễ, về sau nhất định sẽ đắc chí mà leo lên đầu bà, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhìn thấy Tạ thị tức giận như muốn nói ra, Vân Khanh bước lên trước, mỉm cười nói, "Phụ thân, con gái đứng ở chỗ này đã lâu, vậy mà người không thèm liếc nhìn con một cái. Lại đây, để cha ngắm bảo bối Vân Khanh của cha, gần nửa năm không gặp." cha suýt nữa thì không nhận ra con. Vừa thấy Vân Khanh bước lên hành lễ, Trầm Mậu lập tức buông tay Tô Mi ra, đi lên phía trước đỡ lấy Vân Khanh. Ông nhiều năm như vậy không có con trai, chỉ có một nữ nhi là nàng, từ nhỏ đã cưng chiều trong lòng bàn tay, bao nhiêu yêu chiều đều dồn hết vào người nữ nhi. Nhưng chẳng qua Vân Khanh cũng biết rõ, sở dĩ nàng được cha cưng chiều vì thẩm ra không có con trai. Nếu Tommy sinh ra được một nhi tử thì mọi chuyện rất khó nói trước được. Nô tỳ vừa rồi còn nói tiểu thư càng ngày càng lớn lại càng xinh đẹp hơn, lão gia nhìn thấy sẽ không nhận ra, tiểu thư còn cho là nô tỳ nói sằng nói bậy đấy. Nhìn thấy cha và con gái vừa gặp đã vui mừng, trong mắt Tạ thị cũng có điểm vui mừng, Lý mama là người làm trong phủ đã lâu, thời điểm thích hợp cũng có thể vui vẻ nói một vài câu mà không có vấn đề gì đúng là như vậy lại đây vân khanh đây là tô di nương một tay dắt vân khanh đến trước mặt tô mi trầm mậu mười phần vui vẻ nói ông là người có vẻ ngoài anh tuấn kiệt xuất hơn ba mươi tuổi đã có gia sản thật lớn vợ hiền thiếp đẹp điều tiếc nuối duy nhất là không có con trai đối với niềm vui của ông vân khanh có thể hiểu được thời đại này mọi người đối với con trai nối dõi đều rất coi trọng tô mi vẫn không nhúc nhích dựa vào người trương ma ma bộ dáng nhu nhược yếu đuối tưởng như gió có thể thổi bay ngoại trừ vân khanh không ai có thể nhận ra có điều gì khác lạ một lúc lâu sau cũng không có bất kỳ hành động gì khác đáy mắt vân khanh hiện lên một tia sắc bén chậm rãi cười rồi nhẹ nhàng nói vừa rồi lúc vào cửa thấy tô di nương cử chỉ trang nhã đứng đắn nhất định là có người giáo dưỡng quy cù tiểu thư tinh tường phụ thân tô mi đúng thật là quan viên từ nhỏ lễ nghi đều được học cẩn thận nhìn thấy Vân Khanh tán tụng mình, Tô Mi rụt rẻ trả lời, bày ra thân phận mình, bộ dạng thành thật làm nha hoàn, ma xung quanh đều nhíu mày. Dù là quan thì chỉ e cũng là quan lại nhỏ, làm gì con nữ nhi nhà đại quan nào lại vội vội vàng vàng muốn làm thiếp thất của thương nhân, nói không chừng đây chỉ là thư nữ. Vân Khanh cười tươi như trước, dịu dàng nói, quy củ quan gia với nhà chúng ta không giống nhau, đối với hạ nhân đều là rộng lượng tự nhiên, bớt được rất nhiều chuyện phiền phức. Lúc này Tommy mới biết mình đã bị cho vào bẫy, cô ta vừa vào cửa, chỉ là thiếp thất, cùng lắm mới được xem là một nửa chủ nhân, mà Vân Khanh là thẩm gia tiểu thư, là đích thực chủ nhân, chỉ cần nhìn thấy Vân Khanh, cô ta nhất định phải hành lễ. Tommy nhíu mày, cô ta ngay cả tạ thị cũng không muốn hành lễ, huống hồ là Vân Khanh, nhưng nhớ tới trầm mậu đối với nữ nhi này muôn vàn cưng chiều liền cố nén tức giận trong lòng cúi đầu hành lễ. Vân Khanh nhanh chóng nghiêng thân mình, tránh đi lễ này, nàng chẳng qua là muốn kiềm chế kiêu ngạo của cô ta, nếu nhận lễ này, trầm mậu trong lòng sẽ nghĩ nàng cố tình làm khó cô ta. Quả nhiên khi trầm mậu thấy nàng tránh lễ này, sắc mặt tốt lên, nữ nhi nói cũng không sai, chẳng qua là đều dựa vào quy củ, chợt nghe Vân Khanh vui mừng nói, phụ thân, nếu là di nương mới vào cửa, vậy theo quy củ phải dâng trà cho chủ mẫu nếu không danh bất chính ngôn bất thuận sau này nếu sinh ra đệ đệ người không biết lại nghĩ là ngoại thất sinh ra con không muốn đệ đệ của mình có thanh danh không tốt nghe vân khanh nói trong bụng tô mi là đệ đệ trầm mậu cảm thấy vui vẻ cũng hiểu được lời nàng nói là có lý mọi người liền hướng viện của tạ thị đi tới dọc đường đi tô mi nhìn xung quanh cố gắng che giấu ánh mắt đầy dục vọng của mình sớm đã nghe nói thẩm gia phú quý, lúc này đi vào trong phủ nhìn trong vườn núi giả liền nhau, cây tử đằng thấp thoáng, cây cối xanh um, lầu các phủ trướng thiêu, giường cột chạm khắc, mỗi bước mỗi cảnh, còn cao quý hơn so với nhà mình ít nhất là hơn gấp 10 lần, trong thoáng chốc cảm thấy mình lấy bản thân để đánh bạc, tới bên trầm mậu làm thiếp là hoàn toàn chính xác. Vào viện của tạ thị, phỉ thúy đã sớm sai người chuẩn bị trà đưa đến. Tô Mi vốn tưởng ở đại môn hành lễ liền có thể miễn quỳ lại dâng trà, không nghĩ tới còn phải quỳ dâng lễ với tạ thị, trong lòng không phục, cố ý từng bước run rẩy, trông như thắt lưng kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị gãy. Hành động khoa trương này rốt cuộc đã làm cho trầm mậu để ý, ông khẽ nhíu mày, đang định mời miệng thì Vân Khanh nhìn tạ thị nói, nương, nhìn Tô Di nương mới có hai tháng mà thắt lưng đã như muốn gãy, làm con nghĩ đến lúc trước nương mang thai con nhất định là rất vất vả vốn đang định miễn cho Tommy quỳ lạy, trầm mậu chợt dừng lại nhớ tới ngày trước Tạ Thị mang thai ông vẫn luôn ở bên cạnh bà không rời một bước mang thai được hai tháng, ngay cả bụng còn chưa thấy rõ làm sao có thể mệt nhọc như vậy trong lòng có chốt không thoải mái lúc này ông rất hy vọng vào đứa con trong bụng Tommy nhưng cũng không có nghĩa là Tommy lợi dụng đứa con này đứng trước mặt Tạ Thị giả vờ ra vẻ kết tóc thê tử không thể bị ức hiếp đạo lý này ông không thể không biết. thuận tay bưng lên chén trà, trầm mậu làm ra vẻ chuyện gì cũng chưa nhìn thấy. nhìn thấy trầm mậu giả bộ không biết gì, tô mi biết việc quỳ lạy hôm nay nhất định phải làm. hung hăng chừng mắt nhìn vân khanh, ra oai cái gì? chỉ là một nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài. chờ cô ta sinh nhi tử nhất định phải đuổi vân khanh ra khỏi thầm gia. mặt lạnh nhạt nâng làn váy quỳ gối trước mặt tạ thị, nói với phỉ thúy dâng trà lên đây. Phỉ Thúy gương mặt lạnh lùng, đưa trà đến, cũng không trực tiếp đưa cho cô ta mà đưa cho Trương Mama đang đứng bên cạnh. Hành động này làm Tommy tức giận kinh khủng, cô ta muốn nhân cơ hội Phỉ Thúy dâng trà, đưa nước trà hắt lên người, lấy cơ nói tạ thị sai người bên cạnh hãm hại mình, làm cho lão gia ghét bỏ tạ thị là ác phụ, nào ngờ Phỉ Thúy vốn thông minh, đã sớm tránh được kế này. Cầm giận nhận lấy chén trà, Tô Mi hung hăng nhìn tạ thị, muốn cô ta dâng trà. Chỉ là vợ của một thương nhân mà cũng xứng, vừa rồi không làm rơi chén trà cũng tốt. Hiện tại cô ta dâng trà, nhân cơ hội này trực tiếp vu oan cho tạ thị, so với một đứa nha hoàn còn tốt hơn nhiều. Khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, dâng chén trà lên, phu nhân xin nhận một lạy của thiếp thất Tô Mi. Từ bây giờ Tô Mi xin nguyện cùng phu nhân hầu hạ lão gia thật tốt. Vân Khanh đứng bên cạnh Tạ thị, đem mọi hành động của Tommy nhìn rõ ràng, tuyệt đối không thể để chén trà rơi trong tay nương, nếu không phụ thân sẽ nghĩ nương ghen tị, như vậy trong mắt phụ thân và người khác, hình tượng hiền lành nhân hậu của nương sẽ bị hủy, từ nay về sau uy nghiêm trong nhà cũng không còn nữa. Tạ thị tuy trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt cũng không để lộ chút dấu vết gì, nhìn Tommy nhu thuận nhưng ánh mắt lại sắc bén, đưa tay ra nhận lấy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn